Sáng ngày 11 tháng 11, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã tiến hành công tác nhân sự, giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ năm 2021-2026. Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trình bày tờ trình giới thiệu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với đồng chí Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có mặt đã bầu đồng chí Phạm Thành Kiên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bạc Liêu. Trình độ chuyên môn, thạc sĩ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân luật, luật kinh tế, cử nhân chính trị, triết học. Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2013. Quá trình công tác từ năm 2013 đến năm 2015 là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 là Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến năm 2020 là Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2020 đến năm 2023 là Bí thư Quận ủy quận 3. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.